Rồi, chào mọi người. Thì hôm nay tôi làm một cái video này để trước là để giới thiệu cho người những cái máy khoan đục ba chức năng ở cửa hàng đang bán và những cái máy đục bê tông. Thì vừa qua có một vài anh khách ảnh mua hàng những cái máy khoan ba chức năng á, thì ảnh xài không có đúng cách nên nó bị nói chung là không có đúng cái kỹ thuật của nó đó, nên nó bị hư hỏng anh sửa hoài. Thì bây giờ tôi sẽ làm cái video này để hướng dẫn, một hướng dẫn, hai là có thể là cho mọi người có thể lựa chọn những cái máy đục chức năng cho nó đúng với cái nhu cầu sử dụng ha. Thì trước tiên thì tôi sẽ nói về cái máy đục ba chức năng loại loại nhỏ nhỏ nhất của hàng Total. Thì cái loại nhỏ nhất ở đây tôi không có, mà tôi đang có một cái máy của anh khách, cái máy của anh khách đang bảo hành đây. Thì cái anh khách này anh mua cái máy đục này là 800W, cũng là ba chức năng luôn. Anh về anh đục, anh chuyên anh đục nhiều đó, khá như anh đục nhiều á thì nó bị bể búa đi, bị bể búa. Thì tôi đã bảo hành rồi, thì hãng Total đã bảo hành và đã thay búa cho khách hàng rồi. Nhưng mà ý tôi làm cái video này là tôi nói là ví dụ những anh nào mà xài những chức năng mà đục nhiều á thì không nên trang bị những cái máy giống như vậy. Cái máy giống như vậy thì nó chỉ phù hợp cho ví dụ như gia đình hoặc là công trình dân dụng đục nhẹ thôi. Mọi người để ý nè, cái búa, cái hộp búa cái này nó bé tí nè, cái búa nằm ở trong đây nó nhỏ xíu mà chúng ta đục nhiều làm sao đục cho nổi, thấy chưa? Nên nó bị bể búa là chuyện đương nhiên ha. Những cái máy khoan này phù hợp là chúng ta khoan và khoan bê tông. Những cái bê tông cái này thì nó sử dụng là những cái bê tông mũi nhỏ chứ không thể nào xài mũi lớn được ha. Đem cái máy này mà chúng ta sử dụng cái mũi khoan là 28mm thì làm sao mà chúng ta khoan đó. Người lưu ý thì ví dụ như chúng ta mục đích chúng ta sử dụng là dân dụng thì chúng ta xài nhỏ thì chúng ta đầu tư cái máy này, còn nếu mà chúng ta xài mục đích lớn hơn chút thì giống như cái máy này, máy này mục đích lớn hơn là chúng ta xài được cái mũi là 28mm, cái mũi khoan tối đa là 28mm ha. 28mm thì những cái máy này nó sẽ chuyên hơn. Mọi người lưu ý những máy dòng máy này thì nó sẽ chuyên hơn 28mm, hoặc là chúng ta nhu cầu to hơn là chúng ta qua cái máy bên đây. Máy bên này nó sử dụng tới cái mũi 32mm ha, mũi lớn. Thì mọi người yêu cầu mà khoan nhiều hơn nữa thì chúng ta phải qua chọn cái máy to. Cái máy này là mũi khoan được cái mũi khoan là 36mm ha. 36mm thì là cái này là 1800 vòng một phút. Thì thông thường cái mũi 36mm là mũi to lắm rồi ha, đâu ai mà chơi mũi dữ vậy. Rồi. Thì cái bên đây là cái máy này là những cái máy đục ha, máy đục. Còn mọi người mà chuyên nghe đục nữa thì thôi chúng ta sẽ qua những cái bên đây, qua những bên đây chúng ta chuyên mua máy đục không, đi chúng ta mà mua những cái máy mà này có chức năng mà đục mà chúng ta đem đi đục sàn, ví dụ như mấy cái thằng này ngày chuyên về đục sàn nè, hoặc ông kia cái máy lớn này là chuyên đục sàn đó, đục sàn bê tông, máy lớn hàng nặng đó thì tùy theo cái nhu cầu mà mình đầu tư, chứ mình không thể nào mình mua một cái máy rẻ tiền mà chúng ta đem đi phục vụ cho cái nhu cầu hạng nặng được ha. Mọi người lưu ý thì cái đó nó sửa hoài. Thì vừa rồi có anh khách nói là tôi mua cái máy mà tôi không phải cái máy của hãng Total này, mua cái máy của hàng Boss, hàng chính hãng luôn á, hàng cũng 2 triệu mấy á, thì đi sửa hoài tại do anh làm hàng nặng quá, nó sửa hoài tốn tiền quá nên nó quay qua chuyên mua những cái dòng này anh về anh đục đó. Thì sẵn đây tôi cũng giới thiệu luôn, ví dụ như cái máy này xài trong trường hợp nào, ví dụ chúng ta xài những cái trường hợp cũng công trình dân dụng mà đòi hỏi không có cao lắm, những cái mũi khoan từ 28mm trở xuống thì những cái này nhà sản xuất nó đã tính toán hết rồi nha. Mọi người đừng không quan tâm vấn đề mà nó nổi hay không, tại nhà sản xuất đã tính toán hết rồi. Thì thôi bây giờ tôi sẽ khui ra hết ha, khui hết những cái máy này cho mọi người xem nha, đó cho mọi người xem. Rồi, mọi người chờ xíu nha. Rồi tiếp người ha. Thì sau khi tôi khui ra hết những cái máy đó thì tôi sẽ giới thiệu cho mọi người tiếp. Thì mọi người để ý những cái máy mà nó đục á, nó chuyên về đục hơn á, thì những ông này nè, mọi người xem cái cụm này, cái búa này nó to nè, cụm búa này nó to ha, to rất là to, và nó làm bằng nhôm ha, nhôm rất là cứng đó. Còn những cái máy mà nhỏ nhỏ giống như ông này thì cái cụm của ba lớn vậy. Hỏi mọi người sẽ đi đục đục cái kiểu gì, mọi người mở chế độ mà khoan búa đó, và búa lên thì cái này cái tiếng búa nó kêu cạch cạch nhỏ xíu à ha, thì cái lực nó đâu có mạnh đâu. Nhưng khi mà qua những cái máy này mọi người gõ tiếng búa lên tiếng rất là lớn ha, tiếng cạch 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 rất là lớn ha. Tiếng búa mà giọng giống như là nó rất là mạnh đó ha.
Thì cái này là 1050W đó. Mọi người xem cái cụm này nó rất là to. Ha, máy mới tôi cũng chả cần phôi ra ha. Thì để gì làm cho nó lẹ ha. Thì cái chức năng của này là có 3 chế độ là khoan bê tông và búa dùng để đục á. Những cái con này ha, rất là khỏe, 1050W xài gia đình, còn từ cái mũi nào 28mm trở xuống là ok ha. Đó, tùy theo có nhu cầu anh em mà có nhu cầu xài. Trong cái máy này nó cũng có tiếp đồ để vô mỏ bò, thì có hai cái mũi đục, đây rồi, cái mũi khoan ha, rồi thì cái máy này tôi sẽ từ đây ha, còn qua bên đây thì cái máy này là 1500W nè. Cái máy 1500W nó khác với cái máy này chỗ nào đó, mọi người so sánh nha, cái cụm búa này và cụm này, cái hàng này nó to hơn ông này à, tại nó thiết kế là cái dạng này nó đục được là từ cái mũi là 32 ha. Mũi 32 thì nó thiết kế cái cụm búa nó sẽ to hơn ông này ha, mọi người lưu ý đó. Nên tại sao nó phải làm từng cấp như vậy để cho chúng ta chọn. Cụm búa này to, mũi 32 trở xuống đó, thì nó cũng thiết kế là cũng dạng như mũi đục ha. Trong đây nó có hai cái đục, đục tròn đục nhẹp, thì nó cũng ba mũi khoan. Ông này cũng ba mũi mà nó rớt đây nè, ông bên này cũng ba mũi ha mà nó rớt ra, thì ông bên đây cũng vậy, cũng ba mũi khoan ha. Đó thì này khoan được tối đa là mũi 32mm, ông này là 28 ha. Thì để giới thiệu rõ để cho mọi người có thể quyết định chọn cho nó đúng ha. Chúng ta không thể nào ta đem cái mũi 32 mà ta đưa vô cái máy này khoan, cho dù nó khoan nổi tuổi thọ nó không có bền đâu, và chúng ta sửa liên tục ha. Những anh nào công trình nào mà đòi hỏi những cái mũi nào mà lớn á, nên đầu tư những anh khoan lớn thì nó sẽ ok hơn. Rồi cái bên cái mũi này, cái máy này là cái 1800W, thì mọi người cũng để ý cái cụm búa này nó sẽ to hơn hai ông còn lại ha. Cụm búa này rất là to, cái máy trong đây nè to hơn hai ông còn lại và nó chắc hơn, tất nhiên nó sẽ nặng hơn rồi ha, nó sẽ nặng hơn. Thì cái đầu này cũng to hơn đó, thì nó vẫn dùng cái mũi 14mm ha. Những cái mũi đục 14mm và trên đây nó có ba cái mũi khoan nó rất ra nè. Thì ở trên đây nó vẫn là có cái châm ở bò mấy anh kia thôi ha. Thì cái này nó dùng là người chào xíu. Thì cái này nó vẫn theo cái theo cái thông số của nó đó. Thì cái này nó đột cái búa nó tới 4200 vòng, 4200 đó, 4200 ha. Và nó sử dụng cái mũi là 36mm đó, 36mm đó, 36mm rất là to ha, rất là to. Thì ở trên đây nó có ghi thông số của con này nữa là nó có thể khoan sắt sâu tới 13mm ha. Thông số của con này có thể khoan sắt để có chế độ khoan mà đó, nó mạnh đó, khoan sắt tới 13mm. Nếu mình không dùng khoan bê tông thì chúng ta mua nhiều khoan sắt, khoan thép khoan sắt tới 13mm nè, khoan gỗ tới 30, khoan gỗ tới 42mm đó, 42mm ha. Đó thì giới thiệu sơ qua để mọi người có thể nắm mà mình ta chọn được những cái máy nó phù hợp. Còn nếu mà chúng ta đục hạng nặng, đục sàn nữa ha, đục sàn nữa thì chúng ta phải qua những cái máy đục sàn đó. Những cái máy này, cái máy này là máy đục không ha, máy đục không, cái này là 1300W này đó, chuyên đục không có khoan gì hết, chỉ đục thôi ha. Đó hạng total, hạng đục này thì nó lại to hơn, cụm đục này nó lại to hơn nữa đó. Còn chúng ta muốn đục sàn mà là dạng hàng nặng hơn nữa thì chúng ta qua cái máy bên đó ha. Cái máy bên này nó tới 1700W ha. Máy này 1700W, cái lực đập của nó là tới cái lực đập của nó là 45G ha. Lực đập của ông này đây, lực đập của ông này là 45G, rất là mạnh, rất là nặng. Cái trọng lượng của nó là 23 kg ha. Đó, nó sử dụng là mũi đục là 30mm ha, hai mũi đục lớn đây. Đó, hai mũi đục lớn 30mm ha. Này là dạng là hàng đi đục công trình đó. Đó, đục công trình. Còn cái ông bên đây thì cái máy đó thì nó đục là cái đi coi, đi coi cái mũi đục của nó là
Cái đực đập của nó là 20 20G, nó nhỏ hơn. Trọng lượng của nó là 10,8 ký nha. 10 10 ký 8 là ông này. Và 10 ký 8 là ông này, là tới 20 mấy ký. Ông hàng nặng hơn nữa, mọi người xem rất là nặng. Yếu yếu là xài không nổi đâu. Bữa nào khỏe thì ôm nổi, với bệnh rồi cầm không nổi nữa đâu. Rồi cái video này thì chủ yếu là để chia sẻ ha, chia sẻ cho mọi người cái cách mà chúng ta chọn cái máy cho nó phù hợp với cái công việc của chúng ta. Thì ở bên cửa hàng tôi nó trang bị những cái máy này đó, những cái máy giống vậy thì nó sẽ phù hợp cho mọi người từ thấp đến cao đó ha, để mọi người có nhu cầu mà lựa chọn cho nó đúng, để chúng ta xài cho nó tuổi thọ cho nó bền ha. Đó chứ chúng ta không thể nào mà nhu cầu chúng ta xài cái mũi nó cao mà chúng ta mua những cái máy nó rẻ tiền để đáp ứng điều đó thì nó sẽ không có được ha. Thì mọi người lưu ý cái điều đó, tại vì mọi người trang bị như vậy thì cái chi phí chúng ta sửa và chúng ta làm lại thì nó tốn kém nhiều lắm, thay vì chúng ta trang bị cho nó đúng thì tuổi thọ nó lâu và nó xài được bền ha, không phải sửa đi sửa lại nhiều lần đó. Rồi thôi, cảm ơn mọi người ha, chia sẻ tới đây nha. Rồi cảm ơn.